gì mọi người nói đi. Trong thành phố và cô đơn như là sói hoang, không phải là nắng nên chưa từng muốn mình chói chang. Chỉ có khói nhang tiện đưa cho ta về với thiên đàng. Đất trời địa không mở cổng khi ta nhìn thấy một viên đạn. Vì hôm nay dành để cho tao cất lời xưa sang thật đẹp, rồi ta bước ra ngoài thành phố. Khi ta không còn vui bởi nỗi đau là thứ để dành chỗ và thôi. Ta phải đánh cổ bước đi trước khi nước kia làm mình ướt mi. Và ta tước đi những thứ vẫn còn sót lại khi mà cô đơn. Không phải chăng là do ta đã chót dại, đóng cửa cài khoe cho con phòng thật cũ kỹ. Khi mà trời đã sáng vẫn chưa thể nào ngủ nghỉ, lái xe chậm chậm qua từng con phố cũ. Và tao thấy người đang thức, người thì cố ngủ. Tụi tao cố thủ mong từng bạn vì được đầy khó. Tương lai là những thứ ngày mai đó. Tương lai là những thứ để ngày mai đó. Hey, tương lai mai lo. Có nhiều lúc tao không no, bụng tao đang đói, trong người tao là con sói. Oh no no, I'll say you no no. Hey, bước đằng trước ngước mắt lên trời, nhìn thấy ông trời sao không thấy tao. Tao không ở trên trời nhưng bây giờ trong người tao không súng không dao, không có thứ độc hại. Có nhiều lúc tao thấy là một mình cô độc lại, vẫn cố gắng mà chiến đấu bởi vì con dao là thứ mà tao ghiếm máu. Tao đang bước tiếp, tương lai 5,000, 10,000 tao không biết tiếp. Tao đang siết thuốc, có nhiều lúc tao biết là con tim này muốn giết chết. Tao không như DCO đi, không đau quá men nhưng tao đau con ghê. Nhiều lúc em thấy rồi em đi, nhưng mà em để cho anh là những thứ còn trên ghế bao cao su. Hôm qua sao em chưa vứt nó đi? Đôi khi anh thấy là nói trên môi, nhưng mà đôi khi anh nói free. Đi trong màn đêm, đưa mắt nhìn ra, xung quanh chẳng ai, mà chỉ còn mình ta. Khi mà tao bước đi và tao không đành rời, và những khúc ca tao vẫn còn hát lên vẫn chưa thành lời. Vậy bây giờ tại sao tao phải dừng bút khi mà bây giờ tao vẫn không ngừng hút, và tao cứ tiếp tục mà cứu điếu. Và bây giờ xác mày tao sẽ chặt giống như là một con cuốn chiếu. Và bây giờ làm sao tụi mày có thể tiếp bước khi mà tụi tao đã hơn mày từ ở kiếp trước. Và tụi tao chính là những vị vua, và sinh mạng của mày đã bị mua bởi chính sinh lực của tao. Mày nên biết mày làm con chó thì không thể nào mà sổ sao. Và bây giờ mày không thể nào mà với tới, tao sẽ khiến cho mày phải chơi với. Và mày đang cảm thấy bị chơi với, và không biết là bao giờ mày có thể bị dừng lại. Như vậy thì đừng ngại, sổ ra trình độ sẽ khiến cho mày tỉnh ngộ. Yo, yo, tất cả đang nhìn tao, và tao biết đẹp trai trình cao.